Thưa vị, biểu tình chống cảnh sát tại Nam Phi, tin từ Benomi. Một luật sư đã tuyên bố chính phủ Mozambique đã làm hết khả năng của mình để giúp đỡ cho gia đình người tài xế taxi đã bị cảnh sát Nam Phi cho kéo lê dưới mặt đất sau chiếc xe và nạn nhân đã chết sau đó vì vết thương quá nặng. Kính thưa vị, hình ảnh video đưa lên Internet trong tuần trước đã cho thấy cảnh sát tài xế taxi người Mozambique đã bị cảnh sát trói và kéo lê sau chiếc xe trên đường phố đông đảo đã làm cho xúc động người dân Nam Phi và tức giận trên thế giới. Trả lời phỏng vấn bên ngoài tòa án Benoni, luật sư Jose Nascimento cho rằng vụ án này đã có hai mặt, vấn đề hình sự do nhà nước thụ lý, sau đó là việc bồi thường cho gia đình nạn nhân. Cuộc biểu tình hòa bình bên ngoài tòa án đã trở nên bạo động khi cảnh sát bắt một người đàn ông, và cho rằng người này đã ăn cắp điện thoại cầm tay của một ký giả. 8 cảnh sát Nam Phi đã bị truy tố tội giết người. Phiên tòa sáng nay đã bị đình hoãn cho tới ngày thứ Sáu. Phiên tòa này được báo chí trên thế giới theo dõi hàng ngày. Cảnh sát Nam Phi đã nổi tiếng tàn bạo, tham nhũng, trung bình mỗi ngày sẽ có 3 người chết trong nhà giam của cảnh sát.